mỗi ngày bạn thường chat chít cùng bạn bè, những chia sẻ buồn vui không hồi kết. Nhưng đôi lúc lãng quên mất rằng có một người thường chờ một tuần hay cả tháng để nhận được dòng tin hay cuộc gọi của bạn. Đã bao lâu rồi bạn không chủ động nhắn tin cho mẹ? Hôm nay mẹ có việc lên Hà Nội, ghé qua nhà con nấu bữa tối. Con về sớm ăn cơm với mẹ nhé. Liệu có sự quan tâm nào đã bị che khuất vì những yêu thương khác, trở thành chút buồn tủi âm thầm? Những ngóng chờ, những bữa cơm bạn được cùng với mẹ, liệu còn được bao nhiêu? Đừng để người yêu thương bạn nhất trên đời phải phiền lòng. Nhắn tin cho mẹ từ Mocha, giờ này có thể mẹ đang chờ. Mocha miễn phí nhắn tin SMS nội mạng Viettel ngay cả khi hết tiền.